Hello, xin chào các bạn, mình là Ninh Táo. Rất là vui được gặp lại các bạn đã quay trở lại với lại kênh Thư pháp Hán Nôm và học viết tiếng Trung. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bỏ qua học thư pháp về Hán Nôm và chúng ta sẽ chuyển qua chúng ta viết chữ đẹp tiếng Trung các bạn nhé. Thế thì ở đây thì chúng ta vừa học tiếng Trung, chúng ta vừa học viết chữ đẹp. Vừa rồi thì mình đã gửi thông điệp từ 20 năm ở trong nhóm và nhóm học tập thì chúng ta đã hoàn thành rất tốt. Các bạn hoàn thành cũng rất là nhanh chóng. Mình hy vọng tới thông điệp thứ 26 này thì chúng ta sẽ hoàn thành một cách sớm nhất để chúng ta cùng nhau tiến bộ. Như vậy là nhóm lập ra với mục đích là học tập, và các bạn đang đi đúng cái hướng học tập, giúp cho các bạn học hiệu quả hơn. Đấy, thì nhóm thì hoàn toàn là chấm sửa bài miễn phí các bạn nhé. Đấy, cho nên là mục đích mình lập nhóm là chủ yếu là giúp cho các bạn học càng ngày càng tiến bộ hơn. Đó là niềm vui của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với lại cái cuốn sách 250 thông điệp thay đổi cuộc đời bạn. Và mình sẽ chọn cái thông điệp thứ 41 này. Sẽ chọn là cái thông điệp thứ 26. Mình sẽ cho các bạn xem qua một chút nhé. Ở đây là cái phần nội dung của nó này. Đây này. Ở đây là có cái chuông báo thức ở đây này. Đấy. Nội dung là mong bạn luôn vững tin vào chính mình. Hãy đón nhận và yêu mến bản thân. Nhất định phải trở thành hình mẫu mà bạn yêu bằng cả con tim. Như vậy là các thông điệp ở trong cái cuốn sách này thì rất là dễ học, dễ thuộc. Và có thể là chúng ta thấy là nếu như chúng ta viết thì cũng có thể dễ nhớ. Và hy vọng là mỗi một cái thông điệp chúng ta viết xong ấy, thì chúng ta hãy rút ra một cái bài học kinh nghiệm cho bản thân mình. Vì mình thấy là các thông điệp này viết khá là sát với thực tế. Ở đây thì các bạn sẽ viết cho mình áng chừng khoảng 1, 2, khoảng 3 dòng. Nhưng hôm nay thì mình sẽ đổi sang một cái loại giấy mới các bạn nhé. Đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái loại giấy mới. Đầu tiên thì đây là cái miếng lót chuột máy tính. Không phải, đây là miếng lót chuột thư pháp các bạn nhé. Loại này loại A3, có thể vừa viết thư pháp này, lót chuột này. Đấy, lót chuột. Và cũng có thể là dùng để viết thư pháp. Đây là một miếng lót đa năng. Thì nó khổ, nó rộng như này để chúng ta học viết thư pháp luôn các bạn nhé. Viết bằng bút lông ấy. Còn bút bi thì chúng ta thoải mái, đặt cả hai tay lên cũng không sợ là thiếu chỗ. Thì buổi hôm trước thì mình có sử dụng cái loại giấy ô ly này. Thì hôm nay mình sẽ gác giấy ô ly này sang một bên. Và mình sẽ sử dụng cái loại giấy ô ly hồi cung mễ này, loại to hơn một chút. Như mình đã chia sẻ thì bắt đầu từ thông điệp thứ 26 trở đi này thì mình sẽ sử dụng một số những cái loại giấy mà mình có hướng dẫn giới thiệu cho các bạn ấy, của buổi trước ấy. Đấy, thì các bạn chưa sử dụng nhiều, gọi là chưa nhiều bạn sử dụng cái loại giấy này, thì hôm nay mình sẽ sử dụng cái loại giấy này để mình hướng dẫn nhé. Chúng ta nhớ sẽ viết chữ vào trong một cái ô nhỏ như thế này thôi. Người ta sẽ tính là cái ô ở phía bên ngoài, cái ô màu xanh đậm này nhé. Còn những cái ô có những cái dòng kẻ đứt như thế này này. Đấy, ô bên trong này này. Thì các bạn sẽ viết một cái chữ Hán vừa với ô bên trong này. Đấy nhá các bạn nhá, nhớ nhá. Vì người ta tính là cái ô bên ngoài chứ không phải tính ô bên trong. Cho nên là nếu như các bạn viết chữ mà nhỏ hơn ô bên trong, những cái đường đứt như thế này, là các bạn viết là chưa sử dụng đúng cái loại giấy này các bạn nhé. Đấy, cái ô bên ngoài mới là người ta mới tính. Ô bên trong này là để giúp cho các bạn làm sao mà cân đối một chữ. Đấy, nó viết vừa mấy ô bên trong này để nó không quá to, cũng không quá nhỏ. Thì nó đã có một cái khung sẵn rồi, chúng ta chỉ cần viết chữ vào đó thôi. Một tập này khá là dài, nó tầm khoảng 50 trang. Để như thế này nó giống như một cái cuốn, dạng như kiểu một cái cuốn tập viết. Đấy nhỉ, nhìn rất là dễ thương. Đây có 50 trang thì đủ cho chúng ta viết khoảng 50 cái thông điệp. Các bạn có thể viết theo hàng dọc và hàng ngang. Nhưng theo mình thì thông điệp thì nó ngắn thôi, cho nên chúng ta có thể trình bày theo hàng dọc này các bạn nhé. Chúng ta tách ra một tờ nhé, chúng ta viết như này này. Đấy, cứ viết ra như này để có được cái đảm bảo được cái lực đàn hồi của cái miếng lót này tốt nhất. Đấy. Sau đó thì tập thứ hai chúng ta lại gạn lên như thế này. Cái gáy của cái tập giấy này nó rất là dẻo dai các bạn nhé. Rất là dẻo dai này, cái đoạn này gáy này này. Chúng ta xé mạnh nó mới đứt, còn không bình thường các bạn gập vào thoải mái, không sao cả. Gập vào thoải mái không sao. Đấy. Nếu như nó có bung ra thì chúng ta sẽ kiếm một cái ghim, đục lỗ vào, ghim vào cũng được các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ viết bằng giấy này nhé.
Bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn nhé. Và mình sẽ trình bày theo kiểu là mình sẽ cách ô ra và mình viết. Thì ở đây thì nó sẽ có khoảng 8 ô. Đấy, 8 ô thì mình sẽ viết 6 ô ở bên trong thôi, 2 ô bên cạnh mình sẽ bỏ trống. Câu đầu tiên đó là chính lý. Đây, chính lý có nghĩa là mong bạn này. Thì ở đây cái ô này được viết to hơn một chút so với lại giấy kẻ caro, cho nên sẽ dễ viết hơn. Chúng ta sẽ bám vào những cái đường kẻ dọc này. Chấm bộ ngôn này. Đấy, rõ ràng là dễ viết hẳn đúng không các bạn? Đấy, phóng to ra hơn nữa cho các bạn xem nha. Đây, nó sẽ có bộ thanh ở vị trí phía bên tay phải. Như vậy với chữ Hán này mà viết to ra thì khá là dễ dàng rồi. Đấy, các nét này. Tiếp tục này, chữ nỉ. Có bộ nhân nha, giữa nét phẩy này chúng ta kéo nét sổ gọn nhá, nhấn một chút, giật nhẹ ra nhá. Phẩy, giữa phẩy kéo một nét ngang móc. Phẩy và nét ngang móc này viết bằng nhau. Sổ bộ tiểu phía bên dưới bắt đầu từ đường kẻ ngang này kéo xuống. Chấm trái, chấm ngắn. Vì là cái giấy này nó đã là màu xanh rồi cho nên là mình sẽ sử dụng mực đỏ để mình viết. Ý tỉnh. Nhất định. Chấm này. Chữ định thì nó sẽ có bộ miên này, ngang móc này, chấm này, bên dưới bộ thất này, phẩy này, từ đầu nét phẩy chúng ta kéo nét mác vào như này, giật nhẹ bút ra. Tiếp theo, dạ, chữ này Hán Việt đọc là yêu, nó sẽ có bộ á vị trí phía bên trên như này, bộ á này nó sẽ thu đáy về các bạn nha. Bộ nữ này chúng ta viết to ra hơn một xíu. Đấy, ngang dài. Đây, rõ ràng là mình sẽ viết vừa cái ô này đúng không các bạn? Đấy nhá, các bạn nhớ viết vừa ô này cho mình nhá. Viết vừa cái ô nhỏ phía bên trong nó có những cái đường nét đứt này này, nó sẽ dễ viết và nó sẽ vừa tầm với các bạn. Dạo sang xin. Đây. Sang xin ở đây có nghĩa là gọi là vững tin vào, tự tin vào chính mình ấy. Sang xin chữ chỉ. Đây. Có được bộ mộc này. Bên này là bộ mộc này. Ở đây thì chúng ta nhớ là chúng ta viết ở đoạn này là nó sẽ không có móc nhẹ lên đâu nhé. Bộ mộc này thì vị trí bên dưới nó mới có móc nhé. Đây mình sẽ viết rồi. Lại kéo xuống phía bên dưới này. Thì chúng ta không cần khoảng cách nữa. Không cần khoảng cách ô nữa mà các bạn cứ viết trực tiếp vào ô này luôn, phía bên dưới này luôn. Sang xin. Đây, các bạn nhìn nhé. Chữ tín được viết như này. Này, các bạn có thể nhìn thấy là trong quá trình mà mình viết ấy, nó sẽ hơi nún nhẹ xuống phía dưới một chút. Đó là do cái miếng nót ấy nó có lực đàn hồi, nó đẩy nhẹ lên trên các bạn nhé. Rồi. Tư chỉ. Tư chỉ có nghĩa là bản thân. Đây chúng ta cùng viết cái chữ này. Nó có một nét phẩy này. Bộ này là gọi là bộ tự, nghĩa là chỉ về bản thân. Có móc nhẹ lên. 1 2 3 nối vào móc này. Rồi sau đó tới chữ chỉ có nghĩa là kỷ, bản thân đây. Nét ngang này chúng ta nối, nét sổ cong móc chúng ta nối từ nét ngang này xuống nhé. Đấy, viết vừa trong cái ô này thôi. Nhiều bạn là viết kéo dài ra như này móc lên nó thành chữ dĩ đấy. Viết to hơn cái chữ kỷ này nó thành chữ dĩ các bạn nhé. Rồi tiếp tục là dấu phẩy. Thì dấu phẩy chúng ta sẽ đánh ngay cái góc này. Đấy, chúng ta sẽ đánh ngay cái góc ở phía bên dưới của chữ này. Sau đó chúng ta sẽ viết luôn cái chữ ở phía bên cạnh này luôn, chứ không có đánh dấu phẩy vào đây nữa. Như vậy thì nhìn nó sẽ có một khoảng trống lớn quá, cái độ thẩm mỹ của nó không được đẹp. Đấy, sau đó chúng ta sẽ viết tiếp này. Ý tình giao chia sổ. Ý tình giao chia sổ. Ở đây có nghĩa câu này là hãy đón nhận và yêu mến bản thân. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ viết này. Thế thì chữ y nó có nét ngang dài, giật nhẹ. Tình. Bộ miên mái nhà. Bộ thất ở bên dưới phẩy. Đầu phẩy này chúng ta kéo mác vào như này và giật nhẹ bút ra. Nhớ là viết gọn trong
Tức là cái nét mác này thì được kéo dài qua cái đường kẻ dọc này một chút, đường kẻ mờ mờ này một chút này, nhưng mà về cái tổng thể chữ thì nó vẫn nằm ở trong trong vừa cái ô đấy các bạn nhé. Nhỏ đây chúng ta nhìn này, nó sẽ nằm ở cái đoạn này. Rất nhiều bạn không biết cái ô này thì lại nét ngang, đưa lên hay đưa xuống để nó không đều. Thế cái tập giấy này thì là nó là cái ô là 1,5 các bạn nhé. Đấy, từ đây là chúng ta thôi không viết nữa, các bạn kéo dài ra nữa là nó sẽ vượt quá cái ô này. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là cái giấy này rất là tiện các bạn nhé. Thì cái ô bên ngoài này là 1,5, còn ô bên trong này thì là mình tính của nó là rơi vào tầm khoảng nó khoảng tầm 0,8 các bạn ạ. Đấy, cho nên là nó sẽ gọi là dễ viết hơn. Cái ô kẻ caro kia thì nó chỉ có 1 cm thôi. Đấy, thì hôm nay chúng ta sẽ phá lệ, chúng ta viết sang cái tập giấy này to hơn một chút để những bạn mới các bạn ấy dễ dàng nhìn thấy chữ và dễ trình bày hơn. Cái loại giấy này là cái loại giấy dành cho những bạn mà gọi là mới mới tập đấy, mới tập viết chữ. Loại giấy kẻ caro kia là dành cho những bạn mà đã viết gọi là biết viết một chút rồi. Thì chúng ta tập sang cái loại giấy nhỏ hơn một xíu để có thể trình bày nội dung nhiều hơn, dài hơn, lớn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ viết ở đây nha, đó là chia sổ. Chia sổ ở đây có nghĩa là đón nhận, chia tiếp tiếp nhận ấy, Hán Việt đọc là tiếp nhận ấy. Thì bộ thủ này chúng ta viết ở trên đường kẻ ngang nha, sổ số này là sổ móc, hất nhẹ lên trên. Bộ lập chúng ta viết nhỏ thôi vì nó vướng bộ nữ, chúng ta viết lớn hơn một xíu. Đấy, vì nó có nét ngang dài đúng không? Đấy, tiếp tục này. Sổ. Sổ ở đây có nghĩa là thụ các bạn nhé. Nhận ấy. Có nét phẩy nằm này, bộ chảo. Sau đó là tới bộ mịch. Bộ hữu. Đấy, chúng ta sẽ viết gọn trong một ô như thế này thì nhìn chữ nó rất là xinh và cân đối. Và khi mà nhìn vào tổng thể chữ ấy, thì là nằm sẽ nằm gọn trong một ô, tức là nằm giữa ô. Thì dùng cái loại giấy này thì những bạn nào mà hay bị mắc lỗi là viết là không đúng giữa ô này, lỗi bố cục chữ này, thì đấy một số những lỗi ví dụ nhảy ô này, hay là tụt ô, hay là lệch sang trái lệch sang phải gì đấy, thì cái gọi là cái giấy này có thể xem, chúng ta có thể xem là cái loại giấy này thì nó sẽ chữa được và vá được những cái lỗi vừa rồi mình vừa nói với các bạn nhé. Đó là lỗi tụt ô này, chữ không nằm gọn trong một ô này, lệch trái lệch phải, lệch trên gọi là lệch dưới này, bố cục chữ không đồng đều này. Đấy thì cái tập giấy này nó sẽ chữa cho các bạn những cái lỗi đấy nhé. Thì những bạn nào mà bị lỗi thông thường đấy thì là thường là với những bạn mà mới học, các bạn ấy mải chép. Chúng ta thấy là một tay chúng ta đang viết chữ cầm bút và mắt thì chúng ta đang mải chép sách, thì cho nên các bạn ấy hay bị viết là chữ là nó hay bị tụt ô, nó hay nhảy lên nhảy xuống. Đấy, cho nên là các bạn thấy là cái tập giấy này rất là tiện nhé. Bây giờ mình sẽ mở to ra như thế này. Đây. Ý tình giao chia sẻ. Rồi, sĩ hoan tư chỉ từ nhang sử. Có ý nghĩa là ở đây ấy, cái câu tiếp theo ấy thì là yêu mến bản thân mình. Sĩ hoan. Sĩ hoan có nghĩa là thích, yêu mến nhé. Đây, bây giờ mình sẽ viết cái cặp từ này nhé. Tiếp theo ở đây thì chúng ta cứ thế mà viết thôi. Ở trong sách thì nó sẽ có một cái đoạn dấu phẩy. Đoạn phẩy này nó chỉ là hơi cách câu thôi, ngắt câu thôi, thì chúng ta bỏ qua cái đấy đi. Chúng ta sẽ viết tiếp là sĩ hoan. Thế thì mình sẽ phóng to ra. Đây. Sĩ hoan có nghĩa là thích. Ở đây chúng ta thấy là cứ viết vừa mấy cái này cái ô này, nhưng mà chữ hỉ này thì nó sẽ hơi to một xíu. Chúng ta viết ngang lên trên, sổ nó hơi thòi đầu ra một tí như này. Khẩu. Đấy, chấm phẩy ngang dài bộ khẩu. Đây, chữ hỉ đây nhá. Thì ngang này ngang dài các bạn nhé. Rồi tiếp tục là tới chữ hoạn. Sỉ hoạn. Có bộ hữu này, tiếp theo là bộ khiếm này. Thì cái về cái bộ khiếm mà chúng ta nhìn thấy giống cái chữ nỉ ở phía bên trên này không?
Đấy, cho nên là chúng ta thấy là cứ giữa phẩy này chúng ta viết một nét ngang móc. Như vậy chúng ta học được cái đoạn đầu của cái chữ nhĩ này. Nhĩ tức là bạn ấy, đại đại từ nhân xưng ngôi thứ hai ấy. Thì chúng ta thấy là phía bên dưới này chữ hoan này cũng thế. Chúng ta cũng sẽ viết y hệt như vậy. Và cái đầu của cái nét phẩy này chúng ta sẽ viết thẳng với lại cái đầu của nét sổ cong phẩy ở vị trí phía bên dưới. Nét này người ta gọi là nét sổ cong phẩy này. Mark này, giật nhẹ ra này. Đấy nha, và chúng ta thấy là chỉnh thể là viết gọn trong một ô này. Có thể là những cái nét phẩy và mark này thì nó sẽ hơi vươn dài ra một xíu. Đấy, nhưng mà nhìn tổng quan thì chúng ta nhìn cái ô bên ngoài to này này. Chữ đó vẫn nằm gọn trong một ô nha. Sĩ hoan có nghĩa là thích này, tiếp tục này. Sư chỉ bản thân. Thôi, tới đây là thôi, chúng ta tới đây là chúng ta dừng bút rồi. Tới đây nha, hơi có móc nhẹ lên nha, đấy. 1 này, 2 này. 3 này. Chúng ta lập móc nhẹ lên trên nhé. Rồi. Như vậy là chúng ta đều là viết gọn trong vừa trong một ô và trình bày là hàng trên hàng dưới nó đồng đều nhau như thế này. Đấy nha, tiếp theo nha. Câu tiếp theo này. Chữ tiếp theo. Chữ đích. Hán Việt đọc là đích. Đây là bộ bạch để lộ hai cái đuôi của sổ ra nhé. Mình nhắc đi nhắc lại các bạn rất nhiều lần rồi. Để lộ đuôi của hai nét sổ ra. Phẩy và giữa phẩy này kéo một nét ngang gập ở đây. Thấy không? Cái đợi đến cái nét ngang này tới cái đường kẻ dọc này chúng ta là gập luôn. Và nhiều bạn kéo cái đoạn này ngang thì chúng ta kéo phình nó ra xong gập xuống. Chấm một cái trong góc này. Đấy, rất dễ viết. Như vậy là chúng ta chỉ cần viết một cái chữ nó vừa trong một cái ô này thôi nhá. Và đây là giấy này gọi là giấy hồi cung mễ các bạn nhé. Giấy hồi cung. Hồi cung thì nó chỉ có một cái ô bên to bên ngoài và ô một bên trong. Còn mễ ở đây là nó phải có thêm hai cái đường chéo giống như là chữ mễ. Hai đường chéo này nữa, hai đường chéo này thêm vào nữa nhé. Còn nếu như không có mễ này thì nó chỉ là một cái ô bên ngoài và ô bên trong và có hai cái đường kẻ dọc và đường đường kẻ dọc và đường kẻ ngang thôi, nó không có hai đường chéo. Cho nên các bạn mới học chúng ta phải chọn đúng cái loại giấy này. Có thêm loại mễ vào nữa, hai đường chéo vào nữa nhé. Yang zi có nghĩa là ở đây là có nghĩa là yêu mến bản thân mình ấy. Hình dáng bản thân. Đây, chúng ta sẽ viết cái dáng này. Có bộ mộc này. Đấy, tới đây là chúng ta thôi, chúng ta không 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 kéo dài nữa. Bộ dương này, một ngang nhé, hai ngang này, ba ngang này, ba ngang được viết bằng nhau, so le nhau, sổ kéo dài thẳng từ trên xuống. Tiếp tục tới chữ tử, sử này nó sẽ có một nét chấm ở đây, gập đây, ngang móc đây, cong từ trên cong xuống, ngang dài. Như vậy chúng ta thấy là viết là thấy là cái khi mà chúng ta thấy là viết mà mình nhấn ấy thì nó có cái độ lún nhẹ xuống đúng không? Đấy là cái miếng lót nó phát huy tác dụng nhé. Sau đó chúng ta sẽ đánh một cái dấu phẩy ở cái góc này là được. Vì cái ô này ô rất là rộng. Đấy. Tiếp theo thì chúng ta sẽ viết cái câu câu cuối này. Nhưng câu cuối này hơi dài, chúng ta sẽ phải chia thành hai dòng. Nhất định phải trở thành hình mẫu mà bạn yêu bằng cả con tim. Ok, tiếp theo thì mình sẽ ở đây thì chúng ta thấy là cái câu này tiếp tục lặp lại là ý tinh nhỏ. Ở trên này là ý tinh nhỏ, ý tinh nhỏ. Thì nó đã lặp đi lặp lại liên tục rồi. Thì cái phần này thì mình sẽ quay xa cảnh hơn một chút để các bạn có thể theo dõi được dễ hơn. Nét ngang chúng ta cứ viết là đầu dưới đường kẻ ngang, đuôi trên đường kẻ ngang để tạo ra cái độ mềm mại, độ cong của nét ngang này nhá. Ý tinh. Như vậy là nó giống như kiểu câu khẩu quyết ấy, đấy cứ phải quyết tâm liên tục. Rồi tiếp tục là chữ nhỏ. Thì nhớ là cái bộ á này chúng ta sẽ viết nó hơi thu nhẹ về một chút, viết nó nhỏ hơn so với bộ nữ nhé. Bộ nữ chúng ta viết mở ra. Đấy, vì nó có nét ngang dài mà đúng không? Đấy, ngang dài cho nên chúng ta phải viết mở ra một chút.
Rồi tiếp theo thì là ở đây câu tiếp theo ở đây chúng ta chép chúng ta phải nhớ đọc nha. Ý tinh do giang sư chỉ biên chứng nỉ chân sinh khuê sĩ khoan được giang sư. Nhất định phải trở thành hình mẫu mà bạn yêu bằng cả con tim. Tiếp tục phóng to ra nha, vì đây là đều là những chữ mới. Nào tiếp tục nào, chúng ta viết chữ giang. Ở đây có cái là nhượng. Đấy, nét chấm này, ngang bộ ngôn này. Nhưng mà ở đây chúng ta hất là hất vừa phải, hất ngắn ngắn thôi. Vì sao? Vì nó có nét sổ, sau đó nét ngang ở đây. À, cho nên chúng ta đừng có hất mạnh quá. À, tiếp tục lại ở sư chỉ, có nghĩa là bản thân các bạn nhé. Bộ tự này. Nối vào móc này. Đấy, tới đây là chúng ta sẽ móc nhẹ lên rồi các bạn nhé. Tiếp theo để sang phía bên này. Biên chứng ở đây là trở thành nhé, biến thành nhé. Biên sẽ được viết như sau, nó có một nét chấm ở phía bên trên, có một nét ngang dài, hai nét sổ ngắn. Rồi, sau đó tiếp theo là chúng ta viết đó là nét chấm trái và nét chấm ngắn nha. Như này này, chấm trái này, chấm ngắn này. Chứ nó không phải nét phẩy đâu nhé. Tiếp tục bên dưới là chúng ta sẽ viết đó là bộ hữu. Bộ hữu đây nhé. Sau đó là tới chữ thành này. Thành chúng ta viết một nét ngang. Căng này ngang nhỡ nhỡ phẩy. Móc nhẹ lên, nghiêng móc. Đấy, dù sao thì tới nét nghiêng móc thì tới cái đường kẻ dọc này chúng ta cũng sẽ phải móc lên trên rồi, chứ không có viết dài hơn nữa các bạn nhé. Biên chứng nỉ. Giữa cái nét phẩy này chúng ta viết một nét ngang móc này. Đấy, sau đó chúng ta sổ thẳng từ trên xuống bộ tiểu. Rồi, các bạn làm sao mà các bạn viết cứ gọn cho mình trong một cái ô nhỏ này là được. Chân xin. Nào, cái chữ chân xin này, cái chữ chân này viết hơi khó một xíu các bạn nhé. Chúng ta phải nhớ tính toán là các nét ngang nha. Một này, hai này, ba này, bốn này. Phẩy. Chấm. Đấy, nó sẽ hơi khó viết một xíu vì chữ này thì nó cũng sẽ hơi lớn đấy. Cho nên chúng ta sẽ biết nét phẩy và nét chấm này nó hơi thòi đầu xuống phía dưới một tí. Gọi là đuôi của nó, đuôi nét của nó hơi xuống phía dưới một xíu nhá. Xin. Xin ở đây có nghĩa là tâm. Chấm trái này. Đấy, nằm móc này. Chấm ngắn ở đây. Chúng ta sẽ vẩy ba cái nét chấm này. Vậy ba cái nét chấm này là làm sao mà viết cho hình tam giác này, chấm trên chấm dưới như này. Tiếp theo này. Câu tiếp theo ở đây đó chính là khuê sĩ khoan từ giang sử. Đấy. Gọi là trở thành cái mẫu mà bạn sẽ yêu mến bằng cả con tim. Tiếp theo mình sẽ viết chữ hội nha, chữ khuỷu. Đấy, các bạn thấy là nó chỉ viết gọn trong một ô này thôi, cho nên là chữ nó sẽ rất là gọn gàng và đẹp nhé. Tiếp tục cái chữ sĩ hoan này. Bên trên nó có bộ sĩ này nhá, có nét ngang, bên dưới là chúng ta viết ngang ngắn hơn. Đây là nét sổ cong phẩy và mác. Đấy, cố gắng viết gọn cho mình trong một ô này thôi, đừng có viết to quá. Vì bao giờ cũng thế, bố cục chữ là sẽ là phải làm gọn trong một giữa ô. Chữ tự. Chữ này là chỉ về giá trị sở hữu đây. Và đây là cái chữ mà có rất là nhiều nghĩa. Đấy nha, tới đây nha, chúng ta bẻ gập này. Đấy. Đây này, tới cái đường kẻ dọc và chúng ta bẻ gập vào này.
Thì bên tay phải bộ bao nó to hơn bộ bạch để một chút xíu mà. To hơn cho nên chúng ta kéo lớn hơn một tí. Tiếp tục phía bên này. Đấy, chữ này là chữ. Đấy, tiếp tục là tới chữ dạng nha. Yang zi, dạng, hình dạng, hình dáng. Bộ mộc. Số thẳng từ trên xuống các bạn nhé. Nét ngang này chúng ta kéo dài hơn một xíu. Các nét ngang khoảng cách đều nhau. Tiếp theo là tới chữ tử này. Tử ở đây. Bẻ gập. Móc nhẹ xuống. Cong móc. Thì chúng ta lưu ý là cái chữ tử này thì chúng ta viết gọn trong một ô. Và thứ hai, nét cong móc này móc ở đúng cái đường kẻ dọc ô ly từ trên xuống này nhé. Rồi, như vậy là mình đã hoàn thành xong cái bức thông điệp thứ 26 này. Mình sẽ phóng to ra cho các bạn xem nha. Đây, như vậy là mình đã phóng to ra cho các bạn xem rồi. Các bạn thấy này, tất cả là đều nằm gọn trong một ô này. Và đây có lề của nó này, bên tay trái bên tay phải này. Đấy, phía bên trên này thì mình sẽ ghi ngày tháng ở đây nhé. Hôm nay là mùng 9. Trong tiếng Trung chúng ta sẽ phải ghi năm trước tháng sau. Tiếp tục là tháng này tháng 7. Đấy, và hôm nay là mùng 9 triệu hao. Rồi, thì nhiều bạn bảo là học tiếng Trung kiêng mực đỏ. Thực ra mực đỏ thì là kiêng hay không là do các bạn thôi. Chứ còn ngày trước ấy, theo gọi là văn hóa của Trung Quốc ấy, thì ví dụ như viết tên trên bia mộ đấy thì người ta mới kiêng viết mực đỏ, vì đấy là dành cho người đã khuất. Còn ở đây chúng ta học tiếng Trung ấy thì chúng ta viết mực đỏ, không có viết bằng tên người thì thực ra thì cũng không có bị kiêng kem gì hết các bạn nhé. Vẫn có thể hoàn toàn sử dụng mực đỏ được. Thậm chí mực đỏ trong thư pháp ấy là lại là, và mực đỏ trong của văn hóa của Trung Quốc ấy là một trong những cái màu mà chúng ta thấy là mang lại sự đại cát, may mắn, bình an. Các bạn có thấy tất cả những cái chuyện ví dụ hiếu hỉ đấy hay quần áo đấy đều là màu đỏ không các bạn? Và màu đỏ cũng là màu chủ đạo ở trên những cái lá cờ, đúng không? Lá cờ của Trung Quốc ấy. Đấy, các bạn thấy đúng không ạ? Thế thì làm sao mà bảo đấy là kiêng kem được? Chẳng qua là khi trong quá trình mà viết chữ ấy thì chúng ta nhớ là chúng ta thấy là họ tên, thì chúng ta nhớ là có một số người Trung Quốc thì họ sẽ kiêng viết họ tên, họ tên người các bạn nhé. Còn khi mà chúng ta viết chữ như thế này, học bằng chữ Hán như thế này, thì màu mực đỏ cũng là một cái màu rất là đẹp và nổi bật đấy. Còn nếu như các bạn mà thấy màu đỏ này không đẹp thì chúng ta có thể sử dụng màu xanh hoặc là màu đen, tùy các bạn nhé. Còn sử liệu chất liệu giấy thì chúng ta cứ nhớ là dùng cái loại giấy ô ly này. Rồi, các bạn nhìn đây này, rất là chắc này. Đấy, rất là chắc, cái gáy của cái tập giấy này rất là chắc. Đấy, và mình từ nãy giờ mình viết này. Đấy. Rồi, tiếp tục là cái thông điệp thứ 27 là chắc chắn sẽ được viết ở cái mặt sau này nữa. Tiếp tục trang tiếp theo 28, 29, ở đây có rất nhiều cái tập giấy này rất là dày các bạn nhé. Giá thành cũng rất là rẻ. Bạn nào mà có nhu cầu các bạn có thể liên hệ với mình. Loại giấy này là giấy khổ A5 các bạn nhé. Đây là mình đã viết xong rồi nha. Các bạn nhớ về nhà nộp bài sớm cho mình nhé. Thì ở đây thì mình có thêm ghi thêm cái thông điệp là ở đây là 26 này. Và mình sẽ ký tên ở đây này. Đấy. Các bạn về nhà sẽ hoàn thành lại cho mình cái thông điệp thứ 26 này nhé. Chúng ta sẽ cùng soát lại một chút về cái nội dung này, xem mà có bị nhầm ở đâu không. Đấy. Chính nhỉ ý tinh yêu sang xin sư chỉ. Ý tinh yêu chia sâu. 喜欢自己的样子，一定要让自己变成你真心会喜欢的样子. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là có ba cái câu khẩu quyết ở trong này, đó là ý tinh yào, tức là bạn là phải luôn luôn nhất định đấy, nhất định phải thế này, nhất định phải thế kia đấy, và mình chúng ta phải luôn cái vững tin vào chính mình, đón nhận và yêu mến bản thân mình. Đấy, không yêu mến bản thân mình thì làm sao mà có thể yêu mến bản thân người khác được, đúng không? Rồi, tiếp theo thì về nhà các bạn sẽ viết lại cho mình câu này nha. Cái thông điệp từ 26 này, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Đúng rồi, như vậy là mình đã đếm đủ cái chữ ở trong cái thông điệp này rồi. Thế thì hẹn các bạn vào những thông điệp tiếp theo các bạn nha. Các bạn nhớ là về nhà hoàn thành lại cho mình các thông điệp.
và gửi lên trên nhóm để mình sẽ hỗ trợ và chấm sửa bài cho các bạn nhé. Chúng ta cố gắng nhớ làm viết gọn trong một ô. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.